Chào các con! Sau các bài giảng nghiên cứu về bất phương trình bậc nhất, ngày hôm nay cô giới thiệu tới các con về phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và cách giải của một số phương trình dạng này. Đầu tiên, ta nhắc lại về dấu giá trị tuyệt đối đã được học ở lớp 6. Định nghĩa như sau: giá trị tuyệt đối của số A, ký hiệu là giá trị tuyệt đối như thế này, sẽ được định nghĩa là bằng A khi A lớn hơn hoặc bằng 0 và bằng trừ A khi A nhỏ hơn 0. Cô lấy ví dụ như là trị tuyệt đối của 5 thì bằng 5, trị tuyệt đối của âm 3 thì bằng 3, trị tuyệt đối của 4 cộng 6 trừ 5 bằng 5. Như vậy là ta thấy trị tuyệt đối luôn luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0. Đó là một số ví dụ về dấu giá trị tuyệt đối của các số. Với các số thì chúng ta đã biết sẵn là nó âm hay dương rồi, nên ta hoàn toàn có thể bỏ ngay được dấu giá trị tuyệt đối. Còn đối với các biểu thức mà có chứa ẩn thì chúng ta chưa biết là bên trong âm hay dương, nên chúng ta phải phân chia thành các trường hợp. Ví dụ như với x lớn hơn hoặc bằng âm 3 thì trị tuyệt đối của x cộng 3 chính bằng x cộng 3. Còn ngược lại, với x nhỏ hơn âm 3 thì trị tuyệt đối của nó sẽ bằng số đối của nó, tức là bằng trừ của x cộng 3 hay kết quả là trừ x trừ 3. Ví dụ thứ hai, các con hãy bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức dưới đây. Cô có hai biểu thức A và B với các điều kiện đã cho trước của biến x. Chúng ta sẽ cùng đi làm. Với câu A, khi mà x lớn hơn hoặc bằng âm 5 thì x cộng 5 sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy thì trị tuyệt đối của x cộng 5 sẽ bằng chính nó và bằng x cộng 5. Sau đó chúng ta thay vào biểu thức A và rút gọn thì được kết quả là 2x cộng 4. Tương tự như thế với câu B, khi x lớn hơn 0 thì âm 5x sẽ nhỏ hơn 0. Vậy thì trị tuyệt đối của nó sẽ bằng số đối của nó, tức là bằng 5x, vậy thì B sẽ bằng 3 trừ 2x cộng với 5x, kết quả là 3x cộng 3. Đó là một số ví dụ về việc bỏ dấu giá trị tuyệt đối tùy thuộc vào điều kiện của ẩn. Tiếp theo, chúng ta sẽ giải một số phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Ví dụ như trị tuyệt đối của 2x bằng x cộng 5. Với phương trình này thì đầu tiên các con phải xem xét các trường hợp của trị tuyệt đối. Cụ thể, trị tuyệt đối của 2x sẽ bằng 2x khi x lớn hơn hoặc bằng 0 và bằng trừ 2x khi x nhỏ hơn 0. Vậy thì ta sẽ giải phương trình 1 bằng cách đưa về giải hai phương trình. Phương trình đầu tiên là 2x bằng x cộng 5 với điều kiện là x phải lớn hơn hoặc bằng 0. Chúng ta tìm được x bằng 5 và giá trị này thì thỏa mãn điều kiện. Chính vì thế x bằng 5 là một nghiệm của phương trình 1. Tiếp theo, với trường hợp thứ hai, chúng ta có âm 2x bằng x cộng 5 với điều kiện x nhỏ hơn 0, tìm được x bằng âm 5 phần 3 và nghiệm này cũng thỏa mãn điều kiện. Vậy thì x bằng âm 5 phần 3 cũng là một nghiệm của phương trình 1. Tới đây, kết hợp các kết quả thì ta có tập nghiệm của phương trình là s sẽ bằng âm 5 phần 3 và 5. Từ đây chúng ta thấy, để giải được phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối thì chúng ta phải tìm cách để bỏ dấu giá trị tuyệt đối đó đi, có thể là thêm điều kiện cho ẩn, vân vân. Phương trình thứ hai, trị tuyệt đối của x trừ 3 thì bằng 9 trừ 2x. Chúng ta làm hoàn toàn tương tự như ở phương trình 1. Trước hết, chúng ta xét là với x lớn hơn hoặc bằng 3 thì trị tuyệt đối của x trừ 3 bằng x trừ 3. Ngược lại, khi mà x nhỏ hơn 3 thì trị tuyệt đối này sẽ bằng 3 trừ x. Sau đó chúng ta chia thành hai trường hợp. Nếu x lớn hơn hoặc bằng 3 thì phương trình tương đương với x trừ 3 bằng 9 trừ 2x và như vậy x bằng 4. Giá trị x bằng 4 thỏa mãn điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 3, vậy nó là nghiệm của phương trình 2. Trường hợp thứ hai, khi x nhỏ hơn 3, chúng ta sẽ được phương trình là 3 trừ x bằng 9 trừ 2x và tìm được x bằng 6. X bằng 6 thì không hề nhỏ hơn 3, vậy thì đây không phải là nghiệm của phương trình 2. Tóm lại, chúng ta tổng hợp kết quả và suy ra tập nghiệm của phương trình chỉ chứa một phần tử là 4. Từ bài này, cô chú ý các con là sau khi tìm ra nghiệm thì chúng ta nhớ phải kiểm tra lại xem nó có thỏa mãn điều kiện không.
Ví dụ như ở trường hợp này, có bạn nào mà quên mất không kiểm tra thì sẽ kết luận x bằng 6 cũng là nghiệm của phương trình và điều đó không đúng. Các con nhớ là mình phải kiểm tra lại điều kiện để có thể loại đi những nghiệm không thỏa mãn. Phương trình thứ 3, trị tuyệt đối của 2 trừ x bằng x cộng 4. Các bước làm hoàn toàn tương tự. Trước hết, các con sẽ phải phân chia các trường hợp với trị tuyệt đối này. Sau đó, chúng ta chia thành hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên, khi x nhỏ hơn hoặc bằng 2, thì phương trình 3 tương đương với là 2 trừ x bằng x cộng 4. Ta tìm được x bằng âm 1. Thấy rằng x bằng âm 1 thì thỏa mãn điều kiện này, vậy âm 1 là một nghiệm của phương trình 3. Tương tự như thế, khi x lớn hơn 2 thì ta sẽ được phương trình là x trừ 2 bằng x cộng 4. Điều này dẫn tới phương trình là 6 bằng 0 và nó vô lý. Sau đó tổng hợp các kết quả thì tập nghiệm của phương trình này cũng chỉ chứa một phần tử là âm 1. Như vậy, bài giảng ngày hôm nay cô đã nhắc lại cho các con về định nghĩa dấu giá trị tuyệt đối cũng như là cách giải một số phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Cô nhắc lại là chúng ta sẽ cố gắng để bỏ đi dấu giá trị tuyệt đối này bằng cách thêm điều kiện cho ẩn hoặc là bình phương với các điều kiện thích hợp v.v. Và như vậy, các con cũng đã hoàn thành xong phần đại số của lớp 8. Chúc các con thi học kỳ thật tốt và có một kỳ nghỉ hè thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại các con!